Mẹ nuôi, con nhóc này tên gì vậy? Sao nó bé tí thế này? Nó có thực sự biến thành một con gấu to không? Mẹ con bảo, nó sẽ to như con gấu lớn ấy. Có thể to như chú Thái Cách đấy. Nó mới sinh ra à? Mẹ nuôi, nó tên gì vậy à? Gọi nó là gì nhỉ? Thất Thất đi. Thất Thất là gì à? Thất Thất chính là con đấy. Chúng ta là một gia đình mà. Mẹ nuôi ơi, sau này con cũng giúp mẹ chăm Thất Thất nhé. Thấy Thất Thất hơi nhút nhát, nhưng cũng nhanh chóng hòa nhập với các con vật nhỏ khác. Đã không còn sớm nữa, vẫn nên nghỉ ngơi sớm thôi. Đợi đến mai, nếu mẹ em thấy em với hai cùng thâm dưới mắt, chắc sẽ lo lắng cho em đấy. Anh này lúc nào cũng nói vòng vo, rõ ràng là anh muốn em đi ngủ sớm mà cứ bảo là mẹ em. Vợ ơi, con bé này thật sự có thể lớn bằng con gấu sao? Trước đây anh chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe nói. Gấu trúc, ngay cả ở vùng chúng ta cũng rất hiếm gặp. Hình như nghe nói là hoàng thượng đặc biệt vì công chúa mà vào rừng mang về đấy. Con bé này lông xù xù, trông cũng khá dễ thương, nhưng em đừng có tin lời Hồng Thạch với Hồng Văn nói. Thật sự đấy, hồi bé anh cũng dễ thương lắm. Nếu em không tin, hay là chúng mình sinh một đứa con đi, em sẽ biết ngay thôi. Đồ hào sắc, khi nào em mới chịu lấy anh đây? Anh đã để dành được nhiều đồ ăn vặt và thức ăn cho chó rồi, chỉ đợi đem đến làm sính lễ cho em thôi. Bạch Bạch đã ăn nhiều thức ăn cho chó, cảm thấy mình có vẻ đã bị con sói xám to lớn này lừa rồi. Sao anh lại hỏi em? Em cũng không biết nữa. Vậy ngày mai em đi hỏi mẹ nhé. Bạch Bạch không nói, vậy coi như em đã đồng ý rồi nhé. Ngày mai anh sẽ đi nói chuyện với mẹ Hoa Miên. Ngày hôm sau, Phượng Tài, con giúp ta chống Thất Thất một lát nhé. Ta đi pha sữa cho nó uống. Nói xong liền đi vào bếp, đồ nước nóng. Chẳng lẽ tối qua cậu cũng như ai kia, không ngủ được? Sao lại có quần thâm to thế này? Xấu quá đi. Thất Thất bé bỏng bắt đầu khóc hòa lên. Cậu nói gì vậy hả? Ai dám bảo Thất Thất nhà tôi xấu? Thất Thất là gấu trúc, con hổ ngốc kia chưa từng thấy thôi. Đừng khóc nữa, lão đại giỏi thật, ngay cả chuyện này cũng biết. Em lần đầu tiên thấy gấu trúc đấy, hồi ở trong rừng cũng chưa từng thấy. Nhưng khi lớn lên, nó thực sự có thể biến thành một con gấu to không? Tối qua, Bạch Bạch đã nói với anh rồi, khi chúng lớn lên sẽ to như con gấu lớn đấy. Giao Giao bưng một chậu nước nóng từ bếp ra, trong đó có ngâm sữa bột lấy từ không gian ra, đặt trước mặt Thất Thất. Ăn từ từ thôi, không ai giành được con đâu. Lũ nhóc ăn đều ghê gớm thế này à? Nó đói lắm phải không? Nó ăn nhiều thế này, mẹ nuôi, sau này làm sao nuôi nổi đây? Nếu mẹ nuôi không nuôi nổi, thì có phải chúng ta phải nuôi không? Con đâu có tiền, hay là vứt nó đi nhỉ? Tiểu tử, con có muốn nhớ lại bài học của mẹ con không? Mẹ nuôi, con đùa thôi mà. Một cục bông dễ thương thế này, dù có phải tự trồng tre, cô cũng nhất định phải nuôi được. Phượng Tài, nhìn bộ dạng con thế này, có phải cuối cùng con đã dụ được Bạch Bạch về nhà rồi không? Vậy hai đứa định khi nào thì cưới đây? Hay để ta tổ chức cho hai đứa một buổi lễ nhỏ nhé? Tuy việc cưới xin của bộ tộc sói tương đối đơn giản, không như con người có nhiều quy tắc, nhưng trong lòng Hoa Miên cũng coi Phượng Tài như con trai nuôi lớn, nên tất nhiên cũng có nhiều tâm tư. Miễn là Bạch Bạch chịu lấy con lúc nào cũng sẵn sàng cưới Bạch Bạch. Giao Giao và đám nhóc khác đang giọng tai nghe chuyện, cùng chuyển ánh mắt sang Bạch Bạch. Em cũng không biết nữa. Vậy à, không từ chối, tức là đồng ý rồi. Bạch Bạch, nếu cậu lo lắng về chủ nhân của mình, thì để ta nói giúp cho. Chú sói con lập tức vui mừng. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ tốt quá. Sau này con nhất định sẽ sinh với Bạch Bạch một đàn sói con, rồi đem tất cả về cho mẹ chơi. Cảm thấy thế nào? Sao có cảm giác thiệt thòi thế nhỉ? Giao Giao, mẹ bảo nhớ em. Được, em sẽ đi cùng anh qua thăm mẹ. Mẹ ơi, con muốn đi cùng mẹ. Mẹ, để con bắt mạch cho mẹ nhé. Tinh thần của Phượng Hoa hôm nay so với 2 ngày trước khi Giao Giao gặp bà thì đã tốt hơn nhiều. Thưa công chúa, hôm nay Vương Phi đã ngủ đủ 3 canh giờ đấy ạ. Mấy năm nay chưa từng có chuyện này. Mẹ, thực sự đã có thể ngủ đủ 3 canh giờ sao? Vậy xem ra Minh Vương Tuyết Liên cũng có tác dụng đấy. Mẹ à, sau này con sẽ đi tìm thêm về cho mẹ. Ta lại thấy không phải do thuốc có tác dụng, mà là vì Giao Giao đã trở về bên cạnh ta. Căn bệnh này của ta, mẹ nuôi ơi, Thất Thất sắp rơi xuống rồi. Thạch Thiết Thú con này không dễ kiếm đâu. Cũng phải kể là anh trai con đã tốn công, không phải à? Giao Giao liếc nhìn Lưu Vân Cẩm bên cạnh rồi nói, đây là ông ấy tặng cho con. Bây giờ cô ấy vẫn chưa dám gọi Lưu Vân Cẩm là cha. Không nói đến việc không quen, chỉ cần nhìn thái độ của Phượng Hoa và Lưu Vân Vô Song, cô ấy cũng không biết có nên gọi hay không. Nhưng cô ấy nói vậy Phượng Hoa đã hiểu rồi. Tiểu tử, sao con lại lén theo đến đây? Con nghe mẹ nói, mẹ đã giúp con trả thù con đại bằng xấu xa đó rồi. Con đến đây để xem náo nhiệt, đương nhiên cũng là để chơi đùa với cây gậy bằng một chút. Tiểu tử dựa vào thị lực tuyệt vời của đại bàng. Mẹ thực sự không lừa con. Con đại bàng xấu xa đã trở nên xấu xí như vậy rồi. Nó cố ý làm vậy đấy. Nó chính là một con đại bàng mổ bụng. Giao Giao, con cũng đừng để tâm. Dù sao với bộ dạng của ta bây giờ, tạm thời cũng chẳng dùng được nó. Lông từ từ mọc rồi cũng sẽ mọc được thôi. Chắc chắn là cô nhóc này đã cho chủ nhân uống thuốc mê. Không được nói bậy. Y thuật của mẹ nuôi tôi giỏi lắm.
Bà ấy làm vậy là để chữa bệnh cho chủ nhân của anh đấy. Nếu anh không nói năng cho đàng hoàng, tôi sẽ không bảo mẹ nuôi kê đơn cho chủ nhân của anh nữa đâu. Để anh cứ xấu xí thế này mãi, xấu đến mức chẳng còn giống đại bàng. Vì chủ nhân, ta mới không chấp nhận với cái con đại bàng cái lắm mồm như ngươi. Vậy chúng ta hòa nhé. Ở đây có loại chè ngon nhất ở đâu vậy? Ta mới không nói cho cô biết. Để ủng hộ kinh phí cho kênh mọi người hãy subscribe và cày view, hộp donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.